Xin chào tất cả các bạn, hôm nay thì Tuấn Nguyễn sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng cây CTX 3000. Hôm nay mình sẽ phân thành 3 nhóm nha các bạn. Một nhóm bên đây, grip sẽ xong băng. Một nhóm phím chức năng để chỉnh băng tiếng, pad. Và một nhóm đây để hiệu chỉnh những cái phụ thôi. Thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái nhóm nằm bên đây, grip and xong băng. Cái nhóm này thì nó sẽ có hai chức năng đối với hai cái phím bấm, đó là grip và xong băng. Thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn rip. Thì các bạn chọn vào cái nút rip thì rip intro. Intro có chức năng đó là chúng ta cho một cái đoạn đầu để bắt đầu khi vào cái lời bài hát. Mình sẽ thử cho các bạn nha. Accord là tức là chúng ta bỏ âm ấy. Mình sẽ thử intro cho các bạn nghe nha, để các bạn có thể hình dung. Thì đó là cái chức năng intro. Cái thứ hai đó là fill. Fill đây nó có 4 fill, fill 1, fill 2, fill 3, fill 4. Fill đó là dạng như là chúng ta dồn cái trống cho nó nhịp điệu nó mạnh hơn hoặc là nó hối hả hơn. Thì mình sẽ thử cho các bạn trên cái điệu này luôn nha. Đấy, dạng tức là chúng ta sẽ biến tấu từ cái đoạn đầu sang điệp khúc, chúng ta dồn mà lên. Đây nó có 4 fill nha, đối với cái CTX 3000 thì nó có 4 fill. Ở đây nó có chức năng Ending và Sneak Top. Ending tức là kết thúc một cái bài nhạc. Mình sẽ thử cho các bạn nghe. Đó là dạng Edit. Khi chúng ta kết thúc bài nhạc, chúng ta chỉ cần bấm vào đó, nó sẽ tự động kết thúc. Và chữ Snick Star này á, để dành cho chúng ta bắt đầu. Ví dụ như mình sẽ không bật Snick Star trên đây, bạn nhìn nha, sẽ không có Snick Star trên đây. Nó sẽ không, nó chỉ hiện hợp âm thôi, nó không có vô luôn cả cái điệu. Mình bật ở đây, nó sẽ nhấp nháy trên Snick Star. Ở đây, mình có thể sử dụng. Đấy, đó là cách sử dụng này. Star Top tức là bật và tắt thôi. Đó. Sneak Top đây là chức năng để chúng ta dằn, để chúng ta dằn một cái câu nào đó. Đây mình sẽ ví dụ. Đó là Sneak Top. Đấy là xong cái bên phím chức năng của Rip. Bây giờ mình sẽ qua bên Song. Mình chỉ cần bấm vào bên Song, chọn một cái bài hát nào đó mà mình muốn hiệu chỉnh. Relay tức là nó sẽ lặp đi lặp lại cái bài hát đó hoài. AB là nó sẽ lặp một đoạn nào đó. Với điều kiện muốn sử dụng AB lặp đi lặp lại thì chúng ta phải bật nút Relay. Ở đây nó có ba cái phím trắng đen đây nè, phím đen đây nè. Nè mình sẽ bật A, đó nó sẽ thu lại A này. Nó sẽ nháy đây nè. Giờ B. Đó. Đó, mình đang bật nút Relay nó nằm ở đây nha các bạn. Khi nó hết nó sẽ không có lặp lại. Nếu mình bật nút Relay lên nó sẽ lặp lại. Đấy. Và hai chức năng này là tua ngược lại và tua nhanh phía trước. Mình sử dụng nó bằng cách là bấm cho nó hát và mình tua nó đi. Nhớ tắt Relay nha. Nhớ tắt Relay và AB để có thể tua nó được. Còn chúng ta không tắt thì nó sẽ không tua được. Tua được nhưng mà nằm ở trong cái khoảng đoạn đó thôi. Đó là xong cái chức năng của Rip and Sound Controller. Đó là hai chức năng của Rip and Sound Controller nằm bên đây. Bây giờ mình sẽ qua tới chức năng của thằng bên đây. Thì đầu tiên thằng Kaluzi này chúng ta không cần quan tâm lắm. Toàn là cái tiếng này, Rip là cái điệu song băng và là cái hồi nãy mình đã hướng dẫn các bạn đấy. Còn cái record là để ghi âm, mình sẽ nói chuyên sâu hơn về mấy thằng này ở phía sau hơn. Fail này là chức năng để chúng ta khóa cái băng tiếng như đây. Nếu mà chúng ta không bật chức năng này lên thì nó sẽ bị nhảy điệu. Mình sẽ thử cho các bạn nghe nè. Đó, nó bị nhảy điệu liền. Nếu mà chúng ta khóa này nha. Giờ các bạn chuyển cái điệu cái gì cũng được hết. Cái tiếng gì cũng được hết. Và chức năng để chúng ta khóa cái bằng tiếng lại. Băng này tức là chúng ta sẽ có 16 băng.
mỗi một băng chúng ta có thể set được 8 tiếng như đây. Băng này chức năng 8 tiếng đây. Store để chúng ta lưu lại cái băng tiếng trên từng cái vị trí note này. Cái đó mình sẽ hướng dẫn các bạn cái clip dành riêng cho băng tiếng. Pad, pad là một cái hiệu ứng đi kèm đi theo mà khi mà chúng ta chơi một bài nhạc, ví dụ bolero, bài mưa rơi đó, chúng ta bấm đây nó sẽ ra tiếng sét chẳng hạn. Đó. Cái này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta thu và chúng ta set một cái pad luôn ở một cái video nha. Đó là chức năng của thằng nằm bên đây. Bây giờ chúng ta sẽ qua chức năng bên đây. Này, đầu tiên là pad master, thì này chức năng này giờ nó nằm sâu bên trong để chỉnh điệu, chỉnh tiếng. Nên là mình sẽ không đi sâu phần này bởi vì nó rất là khó mà chúng ta sẽ không có sử dụng tới nó nữa. Đây là chức năng giải phím để chúng ta nhớ và chúng ta bấm nhanh một cái vị trí như son hoặc riff nào đó. Ví dụ như mình bấm riff, mình nhớ là 005 là cái điệu gì đó thì bấm vô 005. Hoặc là chúng ta sử dụng bánh xe này để xe đến cái vị trí mà chúng ta muốn chọn. Ngoài ra những cái nhóm chức năng như là width, insert, delete này là những chức năng này nằm trong function để chỉnh trong function. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sao và cách set những cái vấn đề nằm sâu bên trong đối với một cái cây CTS 3000 để các bạn có thể tùy chỉnh, tùy biến nó theo cách của mình nha. Cái thứ tiếp theo đó là nằm ở đây. Metronome là cái máy đếm nhịp. Ở đây cái máy đếm nhịp này chúng ta cũng có thể set được bằng cách bấm giữ để nó ra bed metronome để chúng ta chỉnh, cứ quay con xoay thôi. Nhịp 3 4 4 4 5 4 7 4 gì đó tùy các bạn. Bấm một lần nữa để thoát nó ra. Tempo là cái độ nhanh chậm của một bài hát, ví dụ. Đấy, nó nhanh hơn, hoặc là các bạn xoay này. Có nhiều cách. Còn muốn quay về cái mặc định của nó, bấm hai phím lên xuống cùng lúc. Nó sẽ quay về mặc định ha. Tap tempo để chúng ta ví dụ như các bài hát đó hát ngay dưới cái tốc độ tăng 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 đó, vậy là tempo đang là 153 tăng 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 tăng, nó là dạng như vậy. Những cái chức năng này các bạn không sử dụng tới auto 21, tức là cái này chúng ta sẽ lồng hai cái tiếng lại với nhau bằng cách gọi là nó tự động lồng. Split là chia bằng phím. Chia bằng phím ở đây thì mình chia thành cái một cái tiếng nằm bên tay phải và một cái tiếng nằm bên tay trái. Tùy vào cái mức độ mà mình muốn chia thôi. Layer tức là cái lớp thôi, cái lớp của một cái tiếng nào đó. Các bạn cũng không cần chuyên sâu lắm. Octa tức là nó sẽ tăng lên khoảng 8. Này có hai cách nha. Trên post tức là chúng ta không giữ vào thằng octa và chỉ bấm trên post thì nó sẽ nâng giảm tông thôi. Còn chúng ta muốn chỉnh octa chúng ta phải giữ một cái vào octa và chúng ta bấm muốn tăng muốn giảm gì lên đấy thì chúng ta bấm cái phím tiếp tục đó. Thì đó là đại khái là mình đã hướng dẫn cho các bạn các chức năng nằm trên cái bàn phím này để các bạn nắm vững trước, rồi sau đó mình sẽ tiến hành mình sẽ đi sâu vào để hướng dẫn cho các bạn cách set và cách làm nó theo cái ý của mình. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem cái video của Tuấn Nguyễn Music nha. Hẹn cái video còn lại mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chỉnh cái son băng. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều.